Tất cả mọi người thích cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor gạt mưa liền cụm, tức là liền rằng thanh rằng gạt mưa của phía trước xe quay xa 2010. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Valeo có chi nhánh tại Trung Quốc, trực thuộc tập đoàn Lissan anh em nhé. Với cái đây anh em, đây là hàng xịn luôn này, anh em nhìn này, tất cả đây, trên thân motor nó cũng đều có này, có mã này, Valeo này đó. Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, một thanh rằng liền với cả motor, đây là hàng xịn. Còn hàng ngoài thì nó sẽ có motor rời để chúng ta nắp vào. Thì vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua với anh em, đó chính là cái motor gạt mưa liền cụm thanh rằng của Lissan Quaysa. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.